Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở Oli bài tập toán lớp 5. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 23 luyện tập. Bài số 1, hãy dùng thước kẻ để đo các kích thước của hình chữ nhật ABCD dưới đây. Đây cái hình này chúng ta đo. Và vẽ một hình chữ nhật khác có cùng diện tích nhưng khác kích thước với hình chữ nhật ABCD. Rồi, trước tiên thì chúng ta cứ đo cái hình này cái đã ha. 4 cm, cái này là 4 cm, này là 3 cm, 3 cm, vậy cạnh này cũng 3 cm này, cạnh này cũng 4 cm này, tại vì hình chữ nhật là có hai cạnh này bằng nhau, hai cạnh bên này bằng nhau. Như vậy thì cái diện tích của này là bằng bao nhiêu? Diện tích là bằng là 4 ta nhân cho 3 là bằng 12 cm vuông. Và bây giờ chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật khác mà cũng có cùng diện tích như thế này. Đã. Mà khác kích thước nha, khác kích thước. Như vậy chúng ta thấy là cũng có diện tích như thế này là 12. Thì chúng ta sẽ chọn ra là một cạnh là chẳng hạn như là 6, đã. Một cạnh là 2, đã. Một cạnh 6 và một cạnh 2. Thì 6 nhân 2 nó cũng là bằng 12. Thầy chọn là một cái cạnh là 6. Đây, cái này là người ta họ cái ô này người ta họ đã kẻ là 1 cm một ô rồi này. Bây giờ chúng ta cứ đếm 6 ô thôi. Được. 6 ô. Rồi cạnh này là 2 cm. À, đây, mỗi ô này là 1 cm nha. Người ta đã làm sẵn cho mình luôn rồi. Đây. Rồi chúng ta vẽ. Rồi, chúng ta cho vào N T M L. Rồi, như vậy cạnh này thầy vẽ với là 6 cm. Rồi cạnh này thầy vẽ là 2 cm. Như vậy diện tích của này là x là bằng là 6 ta nhân cho 2, nó cũng là 12 cm. Đó, 12 cm. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số số 2. Cứ xay 2 tạ thóc thì được là 135 kg gạo. Xay lần thứ nhất là 1 tấn 200 kg thóc. Lần thứ hai xay là 2 tấn 2 800 kg thóc. Hỏi xay 2 lần thì bao nhiêu như tạ thóc? À, như vậy thì cái chỗ này là 2 tấn là chúng ta sẽ đổi được là 200 kg. Nào, 200 kg. Như vậy là 200 kg thóc thì được là 135 kg gạo. Nào. Rồi, như vậy còn cái này thì bao nhiêu đây? Sai là thứ nhất là 1 tấn 200 kg. Nào. Như vậy ta lấy cái này ta chia cái này, chúng ta xem thử mấy lần. Nào. Ta lấy số này ta chia cho cái này là xem bao nhiêu lần là ta nhân cho cái này. 1 tấn này, 1 tấn 200 kg, chúng ta đổi ra được là 1.200 kg. Được. Còn này 2 tấn 800 thì ta đổi ra được là 2.800 kg. Rồi chúng ta thì tính là số kg thóc, số kg gạo lần thứ nhất có là số kg gạo sai lần thứ nhất có là 1200 ta chia cho
cái này 200 rồi ta nhân cho 135, tại vì chỗ này người ta chưa ít quá cho nên chúng ta thầy sẽ làm cho nó ghép như thế này, chứ còn không thì thầy sẽ làm tách nó ra, thầy ghép như thế này cho nó đủ cái giấy. Giờ là 810 kg gạo. Rồi tương tự chúng ta tính cho cái sai lần thứ hai nè. Số kg gạo sai lần thứ hai là ta lấy 2.800 ta chia cho 200 và ta cũng nhân cho 135 bằng bằng là 1.890 kg gạo. Rồi chúng ta cộng hai lần này lại thì ra là số kg gạo cả hai lần. Ở dưới này người ta hỏi là tạ nha, thì chúng ta cộng lại rồi chúng ta sẽ đổi là tạ. Số tính theo tạ luôn đi, số tạ gạo sai hai lần là sai hai lần có là ta lấy 810 ta cộng với lại là 1890 bằng 2700, này là đang là tính theo kg thì chúng ta sẽ đổi ra được là 27 tạ. Rồi mấy em đáp số ha, đáp số chỗ này hết chỗ rồi, hết trái rồi cho nên mấy em ghi đáp số. Chúng ta qua bài số 3. Một đội công nhân sửa đường, ngày thứ nhất sửa được là 1 phần 2 quãng đường, ngày thứ hai sửa được là 2 phần 5 quãng đường, ngày thứ ba sửa nốt 50 mét đường còn lại, hỏi quãng đường đó dài là bao nhiêu nhiêu mét. Thì như vậy chúng ta sẽ đi tính hai cái ngày này này, ngày thứ nhất và ngày thứ hai chúng ta sửa được bao nhiêu. À, ta lấy hai số này ta cộng lại với nhau. Quãng đường hai ngày sửa được là 1 phần 2 ta cộng với lại 2 phần 5, rồi chúng ta quy đồng lên 5 phần 10 cộng với lại 4 phần 10 là bằng 9 phần 10 quãng đường. Rồi nhưng mà cái quãng đường này thì người ta họ chia ra làm 10 phần mà đã sửa 9 phần rồi, như vậy là còn lại 1 phần đúng không, còn lại 1 phần, 1 phần 10. Giờ chúng ta sẽ đi tính là cái quãng đường còn lại. Quãng đường còn lại sau 2 ngày sửa là như vậy ta lấy 10 phần 10 ta trừ cho 9 phần 10 bằng 1 phần 10. 10 phần 10 này ở đâu ra? 10 phần 10 là chúng ta tái là 2 ngày này là đã sửa là 9 phần 10, là 9 phần 10. Như vậy ở quãng đường này người ta họ chia làm tổng cộng là 10 phần mà 2 ngày đã sửa hết 9 phần rồi, như vậy là còn lại là 1 phần được. Cho nên đó là 10 phần 10. Nhiều khi người ta giáo viên người ta ghi là một một ta trừ cho này, một ta trừ cho này thì chúng ta cũng quy đồng ra cũng là 10 phần 10 được. Một chúng ta có thể là viết là 10 phần 10 cho nên thầy viết là 10 phần 10 luôn, như vậy là còn lại là 1 phần 10 quãng đường.
1 phần 10 quãng đường. Rồi bây giờ 1 phần 10 quãng đường thì tương ứng với lại 50 mét. À, 1 phần 10 quãng đường thì tương ứng là 50 mét. Vậy cái này thì từ nhỏ chúng ta sẽ tính ra ra con số lớn. Thì chúng ta sẽ lấy là 50. À, ta nhân cho 10, ta chia cho 1 thì ra được là 500 mét đường. Như vậy cái câu hỏi cuối là hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu mét? Số mét quãng đường dài là 50 này, ta nhân cho 10 này, ta chia cho 1 bằng là 500 mét. Rồi, 1 phần 10 quãng đường thì tương ứng là 50 mét. Bây giờ chúng ta tính ngược ra lên, ngược lên thì chúng ta sẽ lấy 50 ta nhân 10 ta chia 1 thì ra là 500 mét, đáp số 500 mét. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy đều có các phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link Google Blog, trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.